Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam về tăng cường hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ nhân dân trong việc đi lại nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, giả soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt, taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng tăng tần suất tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ hành khách, đặc biệt là hành khách trên các chuyến bay đêm đi đến cảng hàng không Thọ Xuân. Chỉ đạo các lực lượng thanh tra, kiểm tra phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không Thọ Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, lôi kéo ép giá khách và tăng giá vé trái quy định. Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 15 tháng 1, toàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 36 người chết và 91 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, vi phạm phần đường, không làm chủ tốc độ, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách các lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa triển khai kế hoạch giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, Huyện đặt mục tiêu đảm bảo đường thông, hè thoáng trước thời điểm Tết Nguyên đán năm 2024. Ngay từ tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa đã xây dựng kế hoạch số 209 về giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Các xã thị trấn trong huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các tổ công tác thực hiện giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè. Huyện cũng giả soát, thống kê, xác định các công trình xây dựng, vật kiến trúc vi phạm lấn chiếm lề đường vỉa hè. Sau quá trình giả soát, xác định cụ thể các điểm vi phạm, các địa phương sẽ cùng các đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, tự nguyện tháo rỡ các công trình, di rời vật kiến trúc, biển quảng cáo và thu dọn vật tư, vật liệu hàng hóa ra ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, các xã, thị trấn huy động lực lượng máy móc, thiết bị, tổ chức hỗ trợ người dân tháo rỡ công trình vi phạm. Cơ bản là các hộ đã chấp hành việc tự giác di chuyển và tháo gỡ các công trình lấn chiếm vi phạm trên địa bàn. Bên cạnh đó thì ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã tổ chức một đội hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình tháo gỡ. Sau một tháng thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đến nay huyện Hoàng Hóa đã giải tỏa 3.495 mái che, mái vẩy, hơn 3.000 cổng tường rào, 742 biển quảng cáo, 11 chợ cá 195 điểm bày bán hàng, 84 điểm tập kết hàng hóa và vật liệu xây dựng, cơ bản hoàn thành việc giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang tường bộ trên các trục giao thông chính. Thực hiện cái kế hoạch 209 của ủy ban dân huyện thì các xã thị trấn đã triển khai đồng bộ và rất quyết liệt chỉ đạo các lực lượng công an xã, dân phòng đã kiên quyết xử lý các cái vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông à hiện tại là đã cơ bản xử lý dứt điểm và đặc biệt là chú trọng đến công tác duy trì tức là hàng tháng, hàng tuần, hàng quý là phải thường xuyên nhắc nhở và chấn chỉnh và xử lý các vi phạm kịp thời trên địa bàn huyện. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa đang chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang giao thông đường bộ chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức cho các tổ chức cá nhân sinh sống, kinh doanh dọc hai bên đường, ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đồng thời duy trì lực lượng kiểm tra, chống tái diễn tình trạng vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng dịp Tết và cả thời gian tiếp theo. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.